Chào các bạn, có một số cách dựng chân chống đứng ở xe gắn máy. Nhưng ở video này mình hướng dẫn với các bạn cách dựng đơn giản, nhẹ nhàng, mang kiểu dáng chuyên nghiệp. Và xin mời các bạn cùng theo dõi. Tay trái ta giữ nhẹ lại, nên để đầu xe ở vị trí thẳng như thế này. Và tay phải cầm vào gạt ba ga sau. Ta gạt chân chống nghiêng lên. Tiếp tục, chân phải ta đạp nhẹ và cần gạt ở chân chống đứng, sao cho hai bên phần dưới của chân chống đứng được tiếp xúc với mặt đất. Ta đứng thẳng, kiễng chân trái cao lên để trọng lượng cơ thể dồn sang chân phải. Ta kết hợp tay phải kéo nhẹ gạt ba ga lên để tạo thêm lực đẩy bên bàn chân phải. Hai bên phía dưới chân chống đứng ta không nhấc lên mà luôn luôn được tiếp xúc với mặt đất. Vừa rồi mình vừa chia sẻ với các bạn cách dựng chân chống đứng ở xe gắn máy. Các bạn ủng hộ kênh Sửa Rửa Xe Máy Nguyễn Chiêu nhé. Đừng quên nhấn like, chia sẻ với người thân. Và nếu thấy video hữu ích, nhấn đăng ký để nhận được những video mới nhất. Chúc các bạn luôn khỏe, thành công. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Còn bây giờ mình xin tạm dừng. Bye bye.